Còn quý vị nào đặt câu hỏi nữa không ạ? Xin mời anh ạ. Dạ con xin chào Dượng Chủ, chào người Phật tử. Con có thắc mắc. Ý con hỏi là Lục Tổ Huệ Năng á, thì nói Phật tánh á, nó là không phải một vật gì hết. Nó chỉ là như như vậy thôi. Cho nên mình không có tu pháp môn nào mà thành để thành nó được. Nhưng mà con không hiểu ở đây có cái câu là Phật là cái gì mà mình tu được pháp môn thiền tông để thành Phật được. Mấy cái những vị ngộ đạo á, người ta nhìn thấy từ cái góc cạnh của cái tánh Phật, là cái Lục Tổ Huệ Năng ngộ đạo là nhìn cái tánh Phật nó không phải là cái vật, không phải một vật, thành ra không có đối với thế gian này mình không có đụng chạm đến nó nha. Là nó là phải bản lai vô giới, bản lai vô giới là xưa nay nó không phải là một cái vật. Thế một vật thì không có tu được cái này, mà không đụng chạm đến nó mà cũng không nói được nữa. Đó là Lục Tổ Huệ Năng, ý của ngài muốn nói như vậy, là muốn nói về cái Phật tánh này. Đó còn gì nữa? Con hỏi là Phật là cái gì mà tu đi pháp môn thiền tông để thành Phật được? Phật là cái gì mà pháp môn thiền tông nói, phải không? Dạ. Bây giờ cái thế giới này là thế giới vật lý, con người ta thì có cái tánh Phật trống, bây giờ nếu mà không nói thì ai biết. Nếu mình không nói là mình có cái tánh Phật, là nếu mà không có nói tánh Phật là ai tu chi? Bây giờ ông Phật phải chỉ cái đó là cái tánh Phật, đó là cái thấy nghe nói biết á. Nhưng mà thấy là thấy, nghe nghe nói biết, chứ là mình biết có vậy á, nhưng mà không ra động tới được. Vì thế mà Đức Phật nói là khi mà nói đến cái chỗ này 49 năm Như Lai không có nói. Nhưng mà sở dĩ hôm nay nói là gì? Nói để cho người ta hiểu được cái tánh Phật của mình nó là vậy đó, đừng có đụng chạm cái gì hết rồi á. Muốn đem cái tánh này mình về Phật giới á, thì mượn cái thân người tạo công đức để cho cái tánh này đi về Phật giới. Chứ còn nếu mà mình không làm thinh nữa là làm sao? Thành ra còn những cái người ta ngộ sâu thì người ta nói nó không phải là một vật thì đúng, nhưng mà không vật cũng phải nói cho người ta biết. Chứ còn nó không phải vậy rồi sao? Rồi ổng cũng dạy, và ổng cũng dạy Bát Nhã tùm lum tà la, và ổng cũng nói tùm, ổng nói đủ hết. Nhưng mà bởi vì khi Đức Phật nói là đúng 49 năm Như Lai không nói một lời, là ổng muốn không nói cái này nè, không nói cái chân thật này nè, không diễn tả được. Còn Lục Tổ Huệ Năng thì còn ráng diễn tả được một hai câu, bản lai vô nhất vật, vật sử nhã trần ai, nó không phải vật thì không có lau gì hết, không có lau bụi bẩm gì trong cái này hết đâu. Thì cũng phải nói để cho người ta biết, nhờ những cái lời nói đó mình mới cảm nhận được. Chứ giờ con thấy tánh Phật con là con nói làm sao đây? Biểu con tả làm sao? Đâu có tả được. Đó, thành ra các tổ nói rồi, bây giờ chùa Tân Diệu nói rồi, Quyền Ký Đức Phật nói để cho người ta biết. Mình có con người có cái tánh Phật nó là 4 thứ. Tánh người có 16 thứ. Tánh người vẫn có cái tham mới dẫn người ta đi, cái tưởng với tham. Nếu mà mình mà không có cái tưởng với tham này thì không có các đạo này đâu. Tại vì mình có tưởng, mình tưởng đủ thứ thì ông Phật mới dạy đủ chuyện cho mình tu. Mà sau cùng đó ông nói sao? Bỏ đi. Cái đó là tu chơi thôi chứ không có giải thoát được. Sao cũng biết bỏ mà. Biết bỏ rồi mới mà bỏ rồi biểu tu thiền tông, mà sau cùng biết bỏ thì không có tu. Bỏ hết. Rồi hỏi gì chứ làm sao về Phật giới, ta không biết. Ông dạy mà không nghe, thôi cứ hỏi ông hoài thì ông đâu không biết là phải rồi. Con hiểu không? Nhiệm chủ với con hỏi thêm là trong kinh kiểu Thủ Lăng Nghiêm á, lúc trước con có nghe viện chủ nói là lúc mà A Nan mà bị Ma Đăng Già mà nhiếp vào nhà giam á, là Đức Phật có thương lượng với nhờ một vị thần đến để gỡ cái bùa giam đó ra. Vậy là theo như lời cái nói của viện chủ á, là Đức Phật có khả năng nói chuyện các vị thần. Và thời gian dần gần đây á, con tìm trên Facebook á, cũng có rất là nhiều vị họ cũng có thể nói là họ có thể nói được với thần, họ cũng có thể nói được với Phật Thích Ca, và họ cũng có thể đi ra vô bể tánh thanh tịnh rất là dễ dàng. Con muốn hỏi viện chủ là có khả năng đó hay không ạ? Có mấy người mà coi hồi nãy đầu tiên tôi nhớ có người nào hỏi về Bích Chi Thần, Bích Chi Thần á, ôi Chi Phật á, biết không?
Khi nào mà mình cái tâm mình thanh tịnh đó, mấy người tu thiền tông nó lạc ở chỗ này. Tại sao một khi truyền thiền mà 95 người trở lại, 5 người đi tới là sao? 95 người trở lại có người thấy cái này. Khi nào mình cảm nhận được cái thanh tịnh thiền của mình á, gọi là kiến tánh á, mà Đức Phật còn nói là thấy suốt luôn á, đó là cái tánh Phật của mình á. Mà còn cứ mơ thấy hoài, ông thần ở lần này nó mê thấy cái thanh tịnh này, thì ông thần mới hiện vô đóng vai ông Phật, đóng vai Bồ Tát, khoái quá nghe hoài, đi theo hoài, rồi sao? Rồi mai mốt mới thành ra ông thần quên đi. Khi mấy cái người này mà khi mà mãn số rồi đó ha, thì tôi bảo đảm là ông Phật là rước, nhưng mà ông quay lưng lại ông thần, mà ông đi rước thấy cái lưng của ông là ông Phật. Mà khi mà đi về, đi qua vô Hải Triều Dương không đi, đi vô cái thế giới là thần, bắt đầu vô đó mới thấy à, bắt đầu vô luôn ngồi rồi đó, không có chạy ra khỏi đâu. Nó đã đi vô trong người, gọi là cái thế giới của người ta là ra chạy khỏi rồi, nó làm cái chỗ này nè. Thành ra tôi khuyên rằng Đức Phật ổng dạy trong kinh Kim Cang, ông nói sao? Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Anh muốn tu giải thoát là phải cái này nè, chứ đừng có tưởng đừng thanh tịnh thấy hầu đầu thấy trong suốt mừng quá, rồi giờ thấy thanh tịnh cái thấy ông Phật nhào vô hỏi gì ông trả lời hết, ông chiều mình hết luôn à. Là rồi vậy là Thích Ca rước tu rồi, khỏe rồi. Ai về rước đi đâu, rước đi về Hải Triều Dương không đi, mà đi vô trong cái loài thần. Mà khi đã vô rồi biết ổng là giả rồi, rồi sao đây? Khỏi, con khỏi chạy ra, vô thế giới người ta rồi. Ông tổ U Ba Cúc Đa còn làm cái chuyện này. Thành ra Đức Phật mới nói là kinh Kim Cang, Đức Phật là phàm sở hữu tướng giai, thị hữu vọng, nhiệt kiến tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Cái gì mà thấy có tướng là giả dối đó, các con đừng nghe. Thì Như Lai dạy là kiến tánh trong suốt là được rồi. Còn ở đây nhìn thấy cái này, thấy kia đi khoe người này, người kia là chết. Nà, cái đó là tận tình nói cho con nghe. Chứ đừng có thấy là thấy tánh Phật rồi thấy Bồ Tát rồi khoái chạy theo là chết. Dạ rồi. Con xin hỏi thêm nữa là Dương chủ. Hồi sáng á, Dương chủ có nói là một câu là Đức Phật đã thành Phật từ vô lượng kiếp trước. Nhưng mà trong quyển số 9 á, thì Dương chủ có nói là ta chưa có thành Phật, tại các ngươi gọi ta như vậy thôi. Vậy con xin hỏi Diện chủ là nếu một cái thân tứ đại của mình là thật sự mình tu á, là thật sự có thành Phật được hay không? Nếu mà thành Phật á, thì ở đâu thành Phật được? Hay là ở cung trời đâu sức? Hay là ở bất kỳ nơi đâu mới thành Phật được ạ? Đức Phật nói trong kinh Niết Bàn á, nó đúng ra trong kinh Niết Bàn nói vậy nè. Ở đây các thầy giảng nè, ta đã thành Phật từ vô lượng kiếp trước. Nha, vô lượng là cái thời gian không đếm được. Mà trong kinh cái quyển số 9 á, tôi nói là ta đã thành Phật từ nhiều đời trước, là có cái lý do người ta chuẩn lại. Vì trong quyền ký là có nói ra nè, trái đất này là 100 năm, cõi trời đâu suốt 1000 năm, tức gấp 10 lần ở đây. Thì bây giờ cái ông Bồ Tát Thường Hộ Minh á, ổng ở trên cõi trời đâu suốt, thì tôi cho ổng là khoảng 5 phần nửa đời ổng đi. Nha, rồi sau ổng trả lại tiểu. Thì so sánh cái này là ở dưới kia 10 đời, đây 1 đời. Thì bây giờ cho ông nửa đời thì trong kinh kia nói là ta đã thành Phật từ nhiều đời trước, chứ không phải vô lượng. Nhưng mà điều ông thành Phật đây không phải là tại vì Phật Viên đang thọ ký ông là sau này sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Văn. Ông thọ ký như vậy, nhưng mà ông Viên đang ông có nói, nhưng mà về sau ông Thích Ca đó, ông mới về đây, ông học rồi, ông ngồi, ông tự, nó đúng ra về sanh ra là ông đã thành Phật rồi. Nhưng ông đã hiểu rồi, nhưng mà ông Như đang bảo là con phải về đây ra gốc, lớn cũng có vợ con, ra gốc Bồ Đề ngồi dũng công tu, rồi phóng hào quang cho người ta thấy. Chứ để tự nhiên con thành Phật rồi, không ai tin. Thì ông phải làm những cái trò này để chi? Năm cái pháp môn mà ông đã dạy trước, rồi sau cùng mới dạy pháp môn này. Nếu mà ổng ra ông ngồi gốc cầu Bồ Đề nói tôi thành Phật rồi, không phải tin. Ông phải tu, ổng phóng hào quang ra. Ổng làm những cái chuyện mà ổng Viên Đăng đã dạy. Tất cả những vị Phật đến thế giới này phải dạy 5 pháp môn hết. Mà năm pháp môn đầu là gọi là thành tựu vật lý trong quy luật luân hồi. Pháp môn sau cùng mới là giác ngộ giải thoát, là thiền tông đó. Mà sở dĩ
Bây giờ thì trong có một đệ tử hỏi là Như Lai dạy như vậy á, là Như Lai bây giờ chưa thành Phật mà tại sao Như Lai nói giờ là Phật Thích Ca? Nó tại mấy ông kêu ta chứ ta đâu có biểu đâu. Nhưng mà giữa cái người đại giác ngộ toàn năng toàn giác này nè, các ông phân biệt tôn ta là một vị Phật, là vị Phật ở đây là toàn năng toàn giác, còn muốn một mang một kim thân Phật sự nữ phải về Phật giới mới mang được, điện từ quang nó nhuộm vô nó mới là thành Phật được ha. Và thật thì phải có nhà ở của ông Phật là pháp thân thanh tịnh. Thành ra con về con đọc cái quyển số 9 lại, đọc cho kỹ lại ha, chứ đừng có đọc mà chưa có hiểu rồi chấp cái này hỏi thì nó cũng trớ quớt thôi. Bắt buộc cái này là tại vì Đức Phật Thích Ca ở đây không phải thành Phật đâu, mà nói là một người toàn năng toàn giác. Toàn năng là làm được cái gì tất cả, toàn giác là biết được tất cả ha. Thành ra trong cái kiểu Phật đó là gọi là gì? Biết trùm khắp. Thành ra trong cái câu nó là Phật là trùm khắp mọi nơi. Cái Phật là biết mà biết không hết, trùm khắp. Mới bây giờ mới giả mãi được cái tiếng Phật, chứ không phải là giác tha giác hạnh viên mãn như mấy ông tiểu mấy ông bác giả giảng. Có hiểu không? Dạ. Con xin hỏi tiếp nữa là trong quyển số 7 á, Diện Trụ có ghi một đoạn là Xá Lợi Phất mà hỏi Đức Phật á, lúc mà mình đi ra khỏi hải chiều dương của trái đất á, để về Phật giới á, nếu như một vị đó có ý chí quyết tâm muốn giải thoát nhưng mà ngặt con cái là không đủ công đức, thì sẽ có một vị Phật ở bên Phật giới cho mượn công đức. Con xin hỏi là cái công đức là cái gì mà mình có thể cho mượn, giống như là tiền để cho mượn, và khi mà về Phật giới rồi làm cách nào để trả lại? Thí dụ về cho nó dễ nè. Thí dụ mình đi qua cái cửa khẩu á, nó là 100.000, đóng thuế 100.000 đi qua. Mà con dư á thì con đưa nó 100.000, còn dư con đi được. Còn nếu mà con có 70.000 sao đây? Thì cái người đứng bên kia cửa khẩu á, ông bà làm ơn cho tôi mượn mấy chục á, tôi đóng được tôi qua. Đó, thì cái Đức Phật mà mượn, cái mượn mà công đức của Đức Phật nó không phải, nó tương tự như thế này, nhưng mà nó như thế này. Cái công đức mà của cái người đó mà về Phật giới á, đi qua cái cửa hải triều dương của trái đất á, nó đủ sức á, thì cái vị thần giữ cái cửa này nè, người ta cho qua. Còn nếu mà không đủ, vị thần không cho qua. Nhưng mà bằng cách nào đây? Thì trong truyền thiền đã nói thế này, phải khởi một cái niệm lên mượn công đức của một vị Phật bên kia. Thì bên kia người ta thấy bên đây là có người có công đức, là người ta theo dõi liền. Khi tới cửa đó thì mình chỉ có một cái khởi niệm. Khởi niệm là mượn. Thì ông kia, ông đi vào trong cái đường luân hồi á, mà đi của hải dương họ đi ngược ra vô tới cái cửa hải triều dương của trái đất, thì không có cho mượn, mà nói cho mượn chứ sự thật không cho mượn. Ông Phật vừa tới đó thì cái lực điện từ quang quá sáng đi, cái ông thần á, ông nhắm mắt lại hoặc ông né đi, thì ông kia tự do chạy qua, phải không? Thế chứ không có cho mượn, mà nói cho mượn cho nó cho dễ hiểu thôi. Chứ một vị Phật mà đến cửa đó mà nếu mình đồng ý thích về thì ông chỉ đến đó thì tức khắc ông thần né liền, ông thần giữ cửa né liền, tự động mình qua. Mà nên nhớ đầu qua là về làm Phật con, Phật cháu à, chứ không có được Phật anh, Phật huynh đâu nha. Hiểu không? Cái đó là vậy đó. Đó là nó hiếm lắm, chứ không phải ấy đâu. Còn cái trường hợp mà nó có một cách là về bằng sử dụng nhất từ thiền nó cũng khác. Nhất từ thiền có nhiều khi là mình dùng cái thuật để cho cái ông giữ cửa này nè, ông giật mình đi. Ông giật mình cái ông né cái mình giọt qua. Mình phải có thật tình muốn về Phật giới mới được. Có hiểu không? Cái chuyện này là nằm ở trong đó có giấy nhưng mà không có giải rõ. Vậy dạ. Khi nào hỏi ta mới giải rõ như vậy. Dạ. Chứ còn sự thật là không có mượn dễ trọi. Dạ. Cho con xin hỏi thêm là cái thân tứ đại của mình á, hiện tại là nếu mình tu theo Thiền Tông á, là con muốn hỏi là thật sự mình có thể rơi vào bể tánh thanh tịnh hay không? Và thật sự cái bể tánh thanh tịnh của mình á là cái gì? Cái rơi vào bể tánh thanh tịnh đó hả? Cái câu này là nói vậy chứ làm sao rơi vào bể tánh thanh tịnh được? Có nghĩa là mình cảm nhận được cái tánh Phật thanh tịnh của mình thì được.
chứ còn rơi đâu có rơi được. Rơi là phải vào trong kia cả. Còn cái này cái thuộc cái văn từ người ta viết thôi. Nghĩa có nghĩa là thấy bằng tánh Phật thanh tịnh của mình được, gọi là kiến tánh. Còn hoặc là người không kiến tánh, nó có cảm nhận phớt qua thôi. Phớt qua tôi cũng nhận, tôi vẫn nghe được cái chuyện này. Đó là gọi là cái nó nhìn phớt qua thôi. Nên phải hiểu cái chỗ này nè. Còn cái rơi vào bến tánh là cái văn học người ta nói vậy thôi. Chứ còn làm sao rơi, rơi anh phải về bên kia mới rơi. Bể tánh thanh tịnh là Phật giới đó, anh không có rơi được đâu. Nhưng mà sở dĩ mà nói là hỏi chứ, ông có thấy không? Nó thấy, có vô không? Vô, rồi. Nó ta tưởng chữ vô là chữ rơi, chứ sự thật. Ông A Xá Lợi Phất, ông nhìn thấy, hỏi chứ ông thấy rõ không? Rõ, ông biết không? Biết. Thì người ta tưởng, mới ta hình dung, ta tưởng là ông kia nhào vô được. Làm sao vô? Chỉ thấy bằng con mắt. Có nghĩa là mình đứng đây mình thấy 100 cây số kia, hay là mình thấy bây giờ có cái máy điện thoại mà có hình á, mình nói đây mình Mỹ mình nghe, hỏi là thấy không? Nó thấy. Tới không? Chưa. Mà ta hỏi rồi mình cũng nói đại tới, nhưng mà sự thật mình tới bằng hình ảnh chứ làm sao mình có tới đó được. Còn đây cũng nhìn thấy cái Phật giới là thấy cái hình ảnh thôi, phải để ý cái chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi tiếp là, dạ tại vì lúc trước á, thì con có tìm hiểu qua rất là nhiều đạo á, bao gồm cả Thiên Chúa Giáo, Cao Đài vân vân, thì tất cả họ đều nói là Thượng Đế, nói chung là Thượng Đế là sanh ra tất cả cái đó. Thôi cái đó cái chuyện mơ hồ. Bây giờ có ông Thượng Đế nào dám lại đây tranh chấp không? Đâu chắc không? Thôi ông nói cái chuyện, chuyện nói xin lỗi con anh nay là 2000 mấy năm rồi, 2010 mấy năm rồi. Cái hồi đó là còn đồ đồng. Chứ bây giờ nói xin lỗi một thằng đại học ra thôi mà nói là Thượng Đế sanh ra nó cười. Rồi đây bởi vì khi nào người ta nói là tôn giáo á, khi mà khoa học càng tiến tôn giáo càng lùi, bỏ tôn giáo liền. Khoa học càng tiến thì tôn giáo càng lùi mà. Rồi bây giờ nếu mà trường hợp mà có một người nào trong này, có người nào đậu bằng thạc sĩ đi văn học hay là không gian gì đó, nói Thượng Đế sanh ra nó cười liền. Nó làm sao ông cứ nói ông chỉ cái nhà ông đi, ông chỉ cái chỗ ông ở đi rồi tôi tin. Mà trong quyển số 7 ai đọc cái quyển giữa Thái tử Tất Đạt Đa nói chuyện lại với ông Úc Đầu La Phất, con nghe là cái đoạn này. Đây là cái chuyện nói sự thật mà mấy ngàn năm trước Thái tử Tất Đạt Đa đã nói cái chuyện này rồi. Còn bây giờ mấy ngàn năm sau mình còn cứ nhập đầu vô tin nữa rồi thôi, sao tin. Rồi còn, nếu mà tới còn đó con dừng thì thôi, còn nếu con muốn nói gì nữa bác nói cho con nghe. Dạ con muốn hỏi thêm là tại sao cái Phật tánh ngày xưa ở ở bể tánh thanh tịnh đó thì muốn đi vào để vào cõi của con người á để làm công đức, nhưng mà con không biết là con người mà ở ở đây á là ngoài cái công việc là ăn uống ngủ nghỉ rồi cưới vợ sinh con rồi cuối cùng ra chết ra thì thực sự là còn công việc gì để làm nữa hay không ạ? Nói chung là con cái mục đích của con người á là đến cái trái đất này để làm cái gì á? Thôi bây giờ con thà cho con nói gọn vậy đi. Chắc con chưa có nghe được những cái đoạn mà bí mật đó. Là đầu tiên á tánh Phật của mình á từ bên Phật giới nhìn bên Phật giới nhìn thấy mình thí dụ tánh Phật mình giống như cái trứng cá đi ha. Rồi nhìn thấy trứng cá, nhìn thấy con cá to quá, nó hỏi sao ông bự quá, hỏi cá ông sao bự quá, và tôi có chút. Ông thì ông nói là nếu mà tánh Phật nào muốn bằng tôi á, vô trong thế giới loài người này nè, vô dòng tộc xin làm con của loài người, mượn thân một con người tạo công đức. Nên nhớ con nghe rồi, mượn thân một con người tạo ra công đức. Khi công đức đầy đủ về đây, điện từ quang chiếu vào số công đức này, định hình tức khắc một ngôi nhà pháp thân thân tịnh. Từ ngôi nhà đó sản sanh ra một kim thân Phật, tánh Phật ẩn vào đó để làm sự sống cho một kim thân Phật. Đó con hiểu chưa? Dạ, đó là quy trình đó, quy trình của đi á. Đó, còn tánh Phật vô đây tại sao ở hoài? Là tại ham, ông Phật cũng ham giàu, cũng ham nhà lầu xe hơi, rồi con pháp đi nước Tịnh Độ, rồi đi ham nước cõi Thượng Đế vậy. Đóng ly một cái một vòng là biết bao nhiêu. Ổng đi lên nước Tịnh Độ, ổng ở nha, thì trái đất này nó bị tiêu diệt một lần về sự sống.
Với trái đất này 10.000 năm nó sẽ tiêu diệt một lần sự sống, mà tiêu diệt mà một tỷ lần, một kêu bằng một mấy một triệu lần như vậy đó, thì nó trở thành một tỷ, 10 tỷ, thì trái đất này nó sẽ tan rã. Thì bây giờ tại vì ông lên á, tại làm sao ông không nhớ đường, có biết không? Ông nhớ đường về phải không? Vô đầu tiên ông bị cái vô minh thứ nhất che lại. Vô minh thứ nhất là cái gì? Con biết không? Không biết phải không? Vô minh thứ nhất là cái tử cung người mẹ đầu tiên, làm cho chết cái quên của tánh Phật đi. Rồi cái vô minh thứ hai, 16 thứ tánh người nó dây cái tánh Phật nữa. Hai cái vô minh này ông Phật bó tay luôn, thành ra sống với tánh người luôn. Rồi cái đi xong ra rồi tìm đủ chuyện để lại làm. Mà đến khi nào nhớ lại thì 10 tỷ năm rồi. Giống như con người á, khi chợt tỉnh ra thì đầu tóc xanh đã bạc trắng rồi. Đó, theo con theo. Một vị Phật mà vô đây muốn trở về bên kia ít nhất là 10 tỷ năm. Phật Thích Ca 7-8 tỷ năm. Còn mình ở đây chắc con không biết vô đây 50 tỷ năm đó. Mà chưa nhớ, mà giờ hâm hên nè. Thường Tông Công Diệu và công khai nói ra nè, con có muốn về không? Muốn về thì đọc cái này. Còn muốn về đi nữa. Đi mà một lần á, đi một chu kỳ á, nếu mà quả trời vô sắc 100.000 năm, trái đất này nó sinh diệt 10 lần. Đi cõi trời tịnh độ thì trái đất này sinh diệt 1 lần. Dạ con cảm ơn vị chủ ạ.